trình bệnh án. Đây là bệnh án của một cái bệnh nhân bị ung thư cổ tử cung và vào bệnh viện vì suy thận. Vấn đề của chúng ta đặt ra cho bệnh án này là gì? Cái thứ nhất, hôm qua thầy ghi ngay từ đầu lúc thầy gửi bệnh án cho mấy em đó là các bạn làm bệnh án này đã viết sai bệnh sử. Bạn thấy chưa? Do đó mai mốt các bạn thi tốt nghiệp, dứt khoát các bạn không được viết sai bệnh sử. Hôm nay chúng ta đã quần rất dữ về vấn đề sai bệnh sử và tiền sử, cũng như là bệnh án tiền phẫu và bệnh án hậu phẫu. Do đó 2 tuần đi ở đây các bạn phải học rất là tốt cho thầy. Rồi có thể chúng ta sẽ không gặp lại. Suốt đường đi chúng ta sẽ không gặp lại. Không biết được. Có khi 5 năm, 10 năm, 20 năm nữa chúng ta mới gặp lại. Thì sáng hôm nay chúng ta sẽ trình bệnh án này và học cho kỹ. Ở đây ta sẽ hỏi là bệnh nhân này của ai? Của chuyên khoa nào? Trong niệu khoa nó có nephro và uro. Vậy ta hỏi bệnh nhân này là của uro hay nephro? Được chưa? Được rồi, bây giờ bạn thì trình, còn ai đó thì cầm cái điện thoại để quay cho đây. Rồi. Xin chào, 115 lần.
không ông nội động mạch thận, động mạch bị bụng, có trong toàn bộ cùng một chiếc gan và phổi, gan lát sỏi không tràn. Các cơ quan khác thì chưa ghi nhận bất thường. Tóm tắt bệnh án, bệnh nhân nữ 54 tuổi vào viện vì lý do tiểu tiết và phù. Qua và bệnh có thăm khám lâm sàng ghi nhận triệu chứng cơ năng 150 ml/24 giờ vàng trong, phổi đang làm đại rác hai bên đáy phổi, tiền sử u giáp 20 năm, đau hông lưng 2 tháng nay. Gặp vấn đề bệnh nhân có một chữ u đeo máu cao, thiếu máu, tăng huyết áp, tiền cân. Chẩn đoán sơ bộ suy thận cấp sau là lý do ung thư cổ tử cung nghiền ép vào niệu quản, chứng chứng tăng huyết áp, chứng chứng hội chứng u đê tăng, hội chứng u đê máu cao và thiếu máu. Chẩn đoán phân biệt suy thận cấp tại thận lý do dùng độc nhất chứng chứng hội chứng u đê máu cao, chứng chứng thiếu máu. Suy thận mạn chứng chứng hội chứng u đê máu cao, chứng chứng thiếu máu. Suy thận cấp sau thận lý do sỏi thực quản hai bên. Điện lo không, cái này là điện lạnh rồi ngoài lớp trưởng dưới cái này mở ngồi xuống để giải quyết bệnh án này. Sáng nay chúng ta dùng bệnh án đây là của y sáu, khi bệnh án này không phải của lớp em mà lại là của người khác, những khác và chính bộ để giải quyết là vì những em cũng có làm cái bệnh án mà không có hay cái bệnh tại. Thầy là lấy cái bệnh án của em để đi dạy cho yên tâm gần, còn bệnh án này lấy cái người khác để dạy cho mẹ. Qua bệnh án này chúng ta phải làm được các điều sau này. Đây là một bệnh nhân nữ 54 tuổi vào bệnh viện vì tiểu điệu vô điệu do suy thận mạn do ung thư cổ tử cung. Dạ, ta phải trả lời được 6 câu hỏi, 1, 2, 4, 5 sao. Số 1, ca tử cung học theo ABC. Đây là phương pháp học của thầy sáng tạo ra và rất là đã. Bất cứ từ nay tới đây bạn đặt bất cứ bệnh học nào các bạn ABC nó hết, chỉ cần 5 phút rồi xong bài đó. Bạn nào mà gọi là chậm lắm 15 phút, có những cái bệnh mà bạn học phải chắc tuần trước đây bây giờ chỉ cần 15 phút là xong. Với điều kiện là bạn không biết ABC là gì. A là etiology, B là pathogenesis, C là histopathology. Vì bệnh nhân này là bệnh nhân ngoại khoa cho nên cái chữ C là histopathology. Nếu bệnh nhân là nội khoa thì chữ C sẽ là pathophysiology. Và hiểu được chưa? Đây là bệnh ngoại cho nên cái chỗ này là histopathology. Và dịch trong tiếng Việt là giải phẫu bệnh. Còn nếu là bệnh của nội thì chỗ này là siêu bệnh. Hiểu chưa? Đây là bệnh ngoại cho nên ta sửa cái này là histo. Như vậy, xíu này sẽ phân tích sâu về etiology, về pathogenesis, về histopathology. Tới đây ta sẽ hỏi câu hỏi là học bệnh học cho ABC khó hay dễ? Rất dễ. Nếp các bạn có quản lý cho những cái học cái thầy xong các bạn hay có cái chữ là nếp. Các bạn sẽ không bao giờ bị những bằng quan nếp, mà sẽ không bao giờ bị sỏi niệu nếp. Thì hôm nay ta sẽ nói là học bất cứ bệnh học nào theo ABC rất dễ nếp bạn có hai công cụ trong tay. Số 1 là một điện thoại di động có nối mạng internet. Số 2 là bạn có từ khóa. Tiếp theo đa số các bạn đều có cái số 1 nhưng không có cái số 2, đó là từ khóa. Như vậy từ nay tới đi khi bất cứ bệnh học nào mà các bạn không có từ khóa để tiếp cận bài đó thì các bạn message cho thầy lên: thầy ơi, bài này từ khóa nó là gì? Thì các bạn sẽ nhận được tin từ khóa để chúng ta còn Google là xong, 15 phút là xong bài. Bất chấp bài nào, dù nó là viêm tụy cấp hay dù nó là ung thư đại tràng hay dù nó là ung thư phổi màng phổi, lao não màng não, bất cứ bài nào. Vấn đề một là có một cái điện thoại nối mạng, thứ hai là phải có từ khóa. Và đương nhiên học cái thầy thì các bạn biết rồi, không bao giờ xài tiếng Việt vì đã học theo ABC là không thể tiếng Việt. Bây giờ rồi như vậy chút xíu là sẽ qua được ung thư cổ tử cung ABC. Rồi kế tiếp ta học ca cổ tử cung khám chẩn đoán và điều trị anh đâu? Như đương nhiên tôi bệnh viện đâu? OK, bệnh viện nào?
đa số các bạn thấy ở đây ta điều trị là mình nói là phải đó không được, không phải. Trên thế giới bệnh này điều trị ở bệnh viện phụ sản chuyên khoa phụ ngoại nhánh ung thư, hiểu chưa? Tức là trong bệnh viện phụ sản nó có một cái chuyên khoa là phụ ngoại, trong phụ ngoại nó có nhiều nhánh, thì cái này là nhánh ung thư. Rồi các bước chẩn đoán chúng ta phải làm gì trên đó, các bước điều trị chúng ta phải điều trị từng bước như thế nào, diễn biến những biến chứng của một ung thư cổ tử cung là gì và bệnh nhân chết trong bệnh cảnh gì. Trong quá trình đọc của bạn thì nảy sinh một số vấn đề. Vấn đề thứ nhất đó là bệnh nhân bị đa cuộc sống, ta hỏi đa cuộc sống này do thận uống nước hay là do ung thư di căn. Và trong quá trình đọc các bạn nói bệnh nhân bị suy thận cấp hay là đợt cấp có suy thận mãn hay là bệnh nhân bị suy thận mãn, hiểu chưa? Bây giờ ta bắt đầu phân tích. Số 1, etiology tất cả các bạn mỗi điện thoại gặp, hiểu chưa? Và các bạn gõ vô điện thoại di động của mình là etiology of ung thư, à, tức là bệnh căn của, bệnh căn của cái gì? Ung thư cổ tử cung. Thì ung thư cổ tử cung tiếng Anh là gì? Cervical cancer, được chưa? Vậy bạn gõ liền cho thận giọng của mình là etiology of cervical cancer. Đã chưa? Ra liền tức khắc. Cái gì? Đọc lớn cho các bạn nghe. Đọc một chữ con thôi. Cái gì? Cái đó là chúng ta học histopathology. Em cho là đó là histopathology. Ngày đang hỏi histology. Đúng chưa? Histology là gì? Mắt bề về, trong liền tức khắc. Mắt bề về, đúng chưa? Rồi, xong. Chúng ta tới pathogenesis. Các bạn bôi chữ histology, các bạn thay bằng chữ pathogenesis. Nghe chưa? Học cái này rất khá. Cái này là gì? Phải có cái điện thoại di động không mày? Chị chưa? Cái này là gì? Phải có điện thoại. Hồi nãy bạn mình có điện thoại vẫn không biết cách làm bài, đó là bằng phòng. Nhưng một đoạn hát thì rất là nhanh. Như vậy, có đủ đồ chơi trong tay, chưa chắc biết chơi. Chưa chắc. Được chưa? Được chưa? Vẫn còn có người đang bóng quyết liệt. Có này này ra rồi đây. Đọc liền. Và tôi sẽ nói gì? Đúng từ thôi. Mình có lời nhiều. Ai lời được không? Nếu còn cảm thấy khó khăn thì còn chuyển qua tiếng Việt, nhưng mà tiếng Việt thường là các tài liệu không có hay, thường là các tài liệu nó dở à. Tiếng Anh gọi cho nói cái gì? Pathogenesis không phải. Pathogenesis là những thay đổi trên cái cơ quan đó do cái tác nhân đó. Ta hiểu được chưa? Ở đây ta dịch nó là bệnh nguyên. Etiology ta dịch nó là bệnh căn. Pathogenesis ta dịch nó là bệnh nguyên. Tuy nhiên bên tiếng Hán thì căn với nguyên là một. Do đó nếu các bạn dịch lật qua tiếng Việt thì các bạn sẽ bị vướng ngay etiology và pathogenesis. Bởi vì bệnh căn và bệnh nguyên tiếng Hán là một, căn nguyên là một. Nhưng bên tiếng Anh, tiếng Latin thì rất khác. Etiology của nó là HPV. Còn pathogenesis của nó là thay đổi cơ bản do tác nhân đó, do cái bệnh đó. Như vậy ta hỏi thay đổi cơ bản của ung thư cổ tử cung trên cổ tử cung là gì? Thì các bạn biết ung thư cổ tử cung, cái cổ tử cung có hai cổ, có hai cái lỗ, được chưa? Cổ tử cung có hai lỗ, lỗ ngoài ung thư là tế bào gai, lỗ trong là ung thư là tế bào tuyến, được chưa? Như vậy thì cái chỗ này các bạn có thấy histopathology người ta sẽ chia ra là lỗ ngoài, lỗ trong, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ trở lại pathogenesis. Thì cho các bạn hiểu pathogenesis rồi sau khi học xong chúng ta nghỉ 8:15 thì các bạn ra ngoài lặng lẽ đi đâu đó đi khám bệnh đi làm gì đó, rồi phải làm bài tập tiếp tục.
và phải trả lời lại cho thầy trong ngày hôm nay pathogenesis của ung thư tử cung. Hiểu được chưa? Người chịu trách nhiệm cuối cùng đó là tổ trưởng. Tuy nhiên chúng ta còn nguyên một tuần sau gặp nhau nữa. Đối với tất cả các bạn đi các chuyên khoa khác, ngày thứ bảy chủ nhật còn dẫn khách trực, dẫn nó đi làm, chuẩn phải, đủ thứ chuẩn. Nhưng đối với đây các bạn phải giữ quyền. Có nghĩa là hai ngày đó đi tắm biển, đi mò cua, bắt ốc, lại gì, lại gì, bà. Quy tắc học giỏi có thể là chơi, chứ không phải là học. Quy tắc học giỏi có thể là ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, học thường thường, chơi là chủ yếu. Chơi. Nhưng mà họ cái gì cũng phải biết. Chơi nhưng mà họ cái gì cũng phải biết. Rồi, như vậy các bạn thấy còn thiếu nào cái này và còn cái là sao? Rồi bây giờ ta đi tiếp. Cái tổ chức ung khám cũng nói thì được chỉ đâu, nãy ta nói rồi. Được chưa? Hiện tại thì trên đất nước Việt Nam vẫn còn ở bệnh viện ung bướu, vẫn còn ở khoa ung bướu, vẫn còn bla 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 bla. Và tạm thời đây là rồi các quyết định đó. Đứng trước một cái ung thư cổ tử cung thì bạn sẽ biết được là pap smear. Pap smear là các bạn đọc được 5 class của pap smear. Được chưa? Như vậy ta hỏi tất cả các bạn ngồi đây đã học pap smear chưa? Rồi. Vấn đề là bây giờ không còn nhớ được 5 cái class của nó không? Không nhớ thì cứ gõ ra. Pap smear là gì? Còn thêm chữ là gì hay sao thì nó biết các bạn là ăn 5 bít rồi. Nó sẽ cho mình cái bản tiếng Việt. Các bạn cứ để bắt mê cái và ra bản tiếng Anh thì gắn và đọc vào cái mắt cái chiều. Được chưa? Thì các bạn thấy được một cái hai, ba, bốn, năm. Ok. Trong đó một số thuật ngữ mà các bạn phải làm quen đó là chuyển sản metaplasia và dị sản dysplasia. Như vậy các bạn hôm nay phải làm quen thêm hai từ nữa. Đó là metaplasia và dysplasia. Đa số các sinh viên không thuộc hai cái từ này. Không thuộc hai từ này thì đâu học ung thư được. Bây giờ phải học được hai từ đó thì mới học ung thư được. Nhưng phải bảo đảm rằng 80% các bạn ở đây không biết hai từ này. Không biết thì sao? Hôm nay thì phải đọc. Còn ngày mai, ngày kia ta không gặp nhau. Tuy nhiên, nếu ta hết cần học thì chúng ta sẽ học online. Đúng chưa? Nguyên ngày thứ bảy tại free, cho nên các bạn nên thầy ơi bây giờ đó thứ bảy online đi. Ok, thì thầy sẽ sắp xếp online cho mấy em. Nếu có mấy em ở đâu, mấy em đang học được, mấy em đang về quê, mấy em ở cùng đảo, mấy em ở khu phố, mấy em ở đâu cũng học, thì cứ gửi cái link cho lớp trưởng và lớp trưởng bắn cái link đó cho các bạn. Thế là các bạn cứ tự động mở cái điện thoại di động có internet của bạn lên là bạn học. Ok, đó là cái đi tiếp được rồi. Tuy nhiên đầu tiên chúng ta phải có pháp nghĩa. Được rồi, ta phải có gì nữa? Nội soi cổ hoàn hoàn, soi cổ tử cung. Dạ. Gì nữa? Chúng ta phải có echo, chúng ta phải có MSCT. Người ta hỏi trong trường hợp ung thư cổ tử cung giữa MSCT và MRI cái nào có giá trị hơn? Tại sao? Hay là cái nào có giá trị hơn? Giải thích. Như vậy đây là một câu nữa mà lớp trưởng phải ghi và yêu cầu các bạn phải làm. Được chưa? Rồi, ta sẽ hỏi chút nữa. Các thuốc điều trị đối với ung thư cổ tử cung tùy theo giai đoạn chẩn đoán TNM và RAS. Mà ta sẽ có những chiến lược điều trị khác nhau. Ở đây ta sẽ có hóa, ở đây ta sẽ có phẫu, ở đây ta có xạ. Được chưa? Ta hỏi thêm có làm hóa môn miễn dịch được không? Cần phải đọc thêm tài liệu của Mỹ. Được chưa? Vậy các bạn thêm đây là hóa mà cái phương pháp điều trị cũng có phẫu, hóa, xạ, rồi hỏi thêm những cái khác, hóa môn miễn dịch được hay không được, nếu được thì tại sao được, nếu không thì tại sao không. Và một phương pháp rất hiện đại hiện nay đó là liệu pháp chén. Vậy ở đây là còn hai cái tên nha nữa, cái này chỉ phải là hết mà là hóa môn miễn dịch có được hay không. Hóa môn miễn dịch tiếng Anh là gì? Hóa chemo, mô histo miễn dịch immunology. Thì hóa môn miễn dịch là chemo histo immunology. Được chưa?
người ta hỏi khi mua cái xung hỏa hồn cũng dễ được hay không, nếu được thì tại sao được và làm như thế nào, nếu không thì tại sao không. Nhưng mà cái cuối cùng đó là liệu pháp xe bây giờ người ta hỏi trong trường hợp này bệnh nhân này ung thư cổ tử cung này có làm liệu pháp gen được hay không, nếu được thì gen đó là gen gì, em muốn điều trị được liệu pháp gen thì bắt buộc em phải bắt được gen và bắt được đột biến gen thì em mới điều trị được, còn nó không có gen và nó không có đột biến gen thì làm sao mà em điều trị được, hiểu được chưa? Như vậy sau đó ta hỏi tiếp là ở đâu bắt được gen và đột biến gen của ung thư cổ tử cung, có nghĩa là em phải gửi bệnh nhân tới bệnh viện nào, chắc chắn là phải gửi đến Sài Gòn rồi. Sài Gòn nó là một nước khác, nó không phải là nước như nước Cần Thơ, nó là một nước khác, nó có đủ đồ chơi cho nó, không thiếu đồ chơi gì cho em. Dạ, rồi. Đó là lý do vì sao tất cả các học sinh đó có thể thầy đều yêu cầu phải thi nội trú Sài Gòn, tốt nghiệp nội trú xong là phải ở lại Sài Gòn, bất cứ nào tốt nghiệp nội trú đào bây giờ thì cũng chứ mình về đây đánh phán là thầy chửi. Ở đó phát triển và đi du học nước ngoài tiếp 5-7 năm nữa hãy trở về. Sáng này thầy mới viết cái Facebook đó, nếu ở Việt Nam mà bạn nghĩ mình là Messi thì hãy đi qua đó Tây Ban Nha đá cho Barcelona hoặc qua Anh đá cho Man City. Nếu bạn nghĩ mình là Messi mà ở lại Việt Nam đá thì hãy coi tấm gương của hiệu trưởng trường đại học Tôn Đức Thắng rồi hãy quyết định ở lại Việt Nam hay không ở lại Việt Nam. Được chưa? Cứ đọc. Trong một số bạn ngồi đây có thể có một hai bạn 5 năm nữa, 7 năm nữa sẽ trở thành Messi. Lúc đó mà các bạn quyết định đá ở đâu mà sẽ có lòng. Sai. Sai. Đá ở đâu thì cô bạn bạn của nó thì chỉ nói là đá ở đâu mà không có lòng. Sai. Sai cho Messi thôi nha, còn không phải sai cho các bạn nha. Trừ phi bạn nghĩ mình là Messi. Đấy. Rồi ta đi đi. Các biến chứng của nó là gì? Bệnh nhân ung thư cổ tử cung chết trong tam chứng bi thảm. Được chưa? Gõ Google này, tam chứng bi thảm là gì? Tam chứng bi thảm. Gọi tam chứng bi thảm là gì? Cái này quá dễ rồi. Được, mời bạn pha bảo vệ luôn, đọc cho mọi người nha. Thưa thầy, tam chứng bi thảm gồm đau vùng trọng, vỡ niệu và phù chân. Vô niệu chứ vô niệu gì? Dạ, vô niệu ạ. Ừ, đọc không nghĩ mình cái gì. Vô niệu là không có nước đá. Một bệnh nhân tôi cố thì cũng sẽ chết vì tam chứng bi thảm. Số 1 là chảy máu. Ra máu đạo dữ lắm. Bệnh nhân xanh sao và anh đọc luôn. Chìm máu liên tục. Nhi, tao không chịu được. Và vô niệu. Cho nên khi người ta ung thư cổ tử cung nó sẽ xâm lấn hai điều quản. Tại sao xâm lấn hai điều quản? Vì cái cổ tử cung nó nằm sát đường đi của hai điều quản. Thì nó ung thư cái là nó ăn lan ra đó liền à. Được chưa? Do đó ta phải cứu bệnh nhân bằng cách là tránh đừng để cho xảy ra các cái biến chứng này. Bệnh nhân bị ung thư cổ tử cung có chết nhiều người không? Hả? À, không chết nhiều người. Vì sao? Vì ung thư cổ tử cung là một bệnh lý tại chỗ, tại vùng. Một bệnh lý tại chỗ, tại vùng thì sao? Không gây chết người. Chúng ta hiểu được chưa? Nhưng bệnh nhân sẽ chết vì tam chứng bi thảm. Như vậy kết thúc bài học ngày hôm nay, các bạn chỉ kết thúc bằng một câu duy nhất đó là ung thư cổ tử cung là một bệnh tại chỗ, tại vùng. Bệnh nhân chết vì tam chứng bi thảm. Chắc. Mày hiểu chưa? Còn để học hết bài thì giống như nãy giờ mình học. Vì nó thầy ơi, nãy giờ thầy giải cho em. 30 phút à? Thầy kêu em học 5 phút là sao? Được chưa? Ta hỏi là 5 phút đúng không? Chỉ cần chụp cái màn hình này là sao? Cái này là anh tiêu hóa làm sao? Cái màn hình này trong 5 phút có là chỉ có em. Không nào tiêu nổi hết. Màn hình này 5 phút rồi. 5 phút là đặt cả lòng thì 20 lòng á. 5 năm, 2 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 năm,
nó là một ung thư tại chỗ tại vùng, bệnh nhân chết vì tăng chứng bi thảm. Các phương pháp điều trị gồm có phẫu, hóa, xạ, gặp và hai con ổng mở, nhẹ nhàng và chắc thịt. Chỉ cần, chúng ta còn một số các con mở nhẹ nhàng được nha. Pathogenesis ung thư cổ tử cung là gì? Nhắc lại hai từ này không biết có tiếng Việt được. Vì các bạn biết có tiếng Việt đây sẽ là bệnh căn. Và đây sẽ là bệnh nguyên. Cái phần lật từ điển ra thì bệnh căn với bệnh nguyên là một. Căn nguyên là một. Ok, thế là chúng ta tưởng đâu là vô sinh với vô sản là một. Tại vì sinh sản là một, nhưng mà vô sinh với vô sản thì là không có liên quan nha. Nói tôi vô sinh, à, ta hiểu, tôi vô sản, ta cũng hiểu luôn. Tốt là có đồng bản đúng không? Chúng ta có một mẫu chuyện vui. Chúng ta kết thúc bài học hôm nay bằng một mẫu chuyện vui. Cái sáng nào không có đề thi, không làm bài thi. Tại vì chúng ta có tới 5 ngày của tuần sau mới được. Chúng ta điều là chúng ta chia tay cho các em cái tung tăng vượt qua các bạn bình thường. Dạ, nguyên chuyện hôm nay vẫn là việc bình thường. Tại vì nhà trường quy định mình làm cái hát trước. Dạ. Thầy không điểm danh mấy em cũng chịu thôi. Chứ còn về văn lý tiết là các em đã có mặt. An toàn và anh thiếu văn lý. Cho nên tổ trưởng chịu trách nhiệm. Nếu như an toàn nói chị ra mấy đứa thì tổ trưởng mới trả lời hôm nay. Chúng phải có trách nhiệm trong cái chuyện học hành của mình. Rồi, chúng ta kết thúc bài học hôm nay bằng một cái mẫu kiện tập. Cái gì cho nên không có lại chìm được.